điều ấn tượng nhất đối với ở đây là có một môi trường tập luyện rất tốt để chúng em để có thể chuyên tập hơn, đạt kết quả tốt ạ. Em nghĩ như thế nào về nền bóng đá Việt Nam đang phát triển hiện tại bây giờ? Bóng đá Việt Nam bây giờ có lẽ là cũng trên đà phát triển của thế giới, mà tương lai thì sẽ có khả năng sẽ đánh dấu được ở trên khu thế giới. Cái chuyến đi lần này thì đã tạo ra một cái cơ hội cho đội tuyển được thi đấu ở một cái môi trường mới với cái điều kiện khí hậu cũng khác hơn, thì em nghĩ là điều đó có lợi như thế nào? Điều này có thể giúp cho bọn em là thích nghi được tất cả các môi trường. Em có thể chia sẻ một kỷ niệm đặc biệt nhất trong cái chuyến đi của em lần này? Cái điều đặc biệt đấy là trận đấu ngày hôm nay. Okay, cảm ơn em rất nhiều.